quân viên để cho Furia. Đến đặt bom đánh thẳng trong khung bom sai. A hai mạng dành cho nước Dream Kitchen. Át truy lùng không được rồi, chỉ là một mạng mà thôi. Fallen tới chơi, anh già Fallen làm một tình huống trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết dành cho các thành viên bên phía của Furia. Fallen một mạng, không phải là double kill rất nhanh đến từ anh già. Tôi chưa thấy có một ông nào mà lại có những suy nghĩ nó lệch lạc như thế. Thật sự luôn. Và để cùng xem là liệu các thành viên của Heroic có thể đòi lại được gì ở trong round thi đấu này. Xin lưu ý rằng đây là trận thi đấu loại rồi. Đội tuyển nào thua thì sẽ là chim cút luôn. Về lobby kê chứ không phải là đứng trên nóc hát. Rất hợp lý. Kixon đang là đứng trên cầu vàng bắn xuống. Kixon, Thesis mỗi người có một phần lần hạ cũng đi được với chiếc World Shoes. Bắn liên tục là những viên đạn chính xác đến từ chiếc World Thesis. Bom rồi. Tấn công của bom Saiya đã bị cản lại. Fallen với khẩu đùa Barretta hơi khó thì Kodos vẫn đang ở trong ven. Và để hai người đồng đội quẩy át bắn hạ đi với chiếc Kixon. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn dành cho bên phía của Heroic. Đùa Barretta đang sấy và đó là Thesis nằm lại. Nikodos về tới mini. Và quả smoke này nó lại che luôn tình huống đặt bom của Furia. Một quả smoke rất khó chịu. Nikodos bây giờ phải đoán. Nikodos phải đi tìm. Fallen thì cũng đang đi lùng luôn. Vòng luôn lên Heaven đấy chứ không phải là tìm đâu. Đúng vậy. Đây là một tơn vòng lên Heaven luôn. Nikodos sẽ không nhìn vào vị trí của Heaven. Hoàn toàn có thể là Fallen lên rồi. Lên tới nơi rồi. Lên là hết. Đỡ sao được quả này. Người ở lobby sẽ chui vào hắt và bắn trước một nhịp gỡ fake. Ôi giời. Và Nikodos sẽ phải trả giá cho tơn gỡ fake này. Chạy đi đâu đây. Bắt được người nhưng tham không còn. Và Fallen đứng luôn trên quả bom khẳng định rằng khi anh chết anh sẽ lấy về ra thi đấu chiến thắng này cho Furia. Và một mạng dành cho Chelo. Chelo ba mạng kill luôn, bắn chết cả Yuri. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Và bom sai đây đã mở toang cho Furia. Ba người còn lại thì đi xếp súng thôi. Không vào sau sẽ phải eco. Triple kill về cho Chelo như này đã là quá mỹ mãn rồi gì nữa. 2-0 này cho Furia. Thế bây giờ để bảo nghĩ đây viễn cảnh là Furia sẽ dẫn trước ở T-side map yếu núc thì thực sự cũng khá là mát nịt. Bình thường mà Furia bắn T-side ở núc nào chả hay. Đúng, nhưng mà sao thì Heroic cái core này của họ thì cũng có những player cũng đã khá là nhẫn mặt tại map yếu núc này rồi. Zeus này, T-Sys này, Nutzy này. Hôm qua chính ông ngồi đây xem Heroic bắn với cả Liquid mà hôm nay vẫn còn nhận định là các player của Heroic chơi được với Furia không ổn rồi. Không, em không phải là chơi được Furia đâu, em bảo là bên phía City. Thấy đôi bàn chân đen ngòm rồi, Nikodos cũng đã bị phát hiện mà thôi. Một khẩu USP cố gắng đinh đầu, mà chạy đi đâu đây? Kixon hạ cũng được đi vị trí của Art, Chelo đã có mặt ở trên Heaven. Và phía sau lưng anh ta là Nikodos và đã nhổ thành công cái gai Nikodos rồi. Thesis lao lên với một khẩu 5-7 thành công hạ cục đối phương. Yuri có thể tạo Thesis, Fallen bắt lại được với chiếc của Nutzy. Kixon còn 6 máu và Shoots là player duy nhất còn khỏe bên phía của Heroic. Kixon nằm xuống, Shoots góc khó. Trên đầu có người, sau lưng cũng có và đó là 3-0 người cho Furia. Tiếp tục. Wow. Đi bộ qua outside, Fallen và Art mỗi người làm một luôn. Nhưng đã là thua thiệt về người dành cho bên phía của Furia rồi. Không sớm bốc luôn. Ác thật. Thua người rồi, bây giờ lại phải cẩn thận hơn thôi. Nếu bên phía Heroic thì thậm chí họ cũng đang có ý đồ là đi đẩy này. Nếu bây giờ một tình huống đi đẩy không cẩn thận thì có khi lại là có một tình huống mà kiểu bị miss thông tin với nhau. Giao tiếp không ổn, chắc chắn sẽ để cho những cái khe hở Furia có thể khai thác được vào. Nào, để xem, thời gian vẫn còn lại đâu đó 40 giây. Vào A tầm này thì nghe chừng có vẻ cũng ok đấy. Trong A cũng một người thôi. Bây giờ còn lại đang đứng ở lobby. Nhưng mà vào A thì sẽ cần phải kê cẩn thận. Bởi vì kích sát có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Có thể là Squeaky hoặc có thể là nhà hát. Heroic đang thu hẹp đội hình lại trong cục bom Saiya. Đã có người kê ra mini và nớt xiên đôi luôn. 1-3.
Thực sự là bắn bên phía City đơn núc phải cố gắng có nhiều round thắng nhất có thể. Một kết quả đẹp thì Heroic nên thắng thông. 9 bảng là cái tỷ số đẹp của Heroic rồi. Nhưng mà để xem là liệu map thứ hai này thì sẽ làm đây. Spam tốt đối tượng vị trí của Nikodot. Bớ được AT. Đây là những cái cơ hội từ trận của Heroic và kích sát bắt thêm cả Serato. Đây rồi, hình như là bắt đầu có thể hóa giải được vấn đề. Ôi dồi ôi, cái gì đấy anh ơi, ra rồi. Ba chốc rồi. Đi qua outside thì mất tới 4 quả smoke. Thực sự là đánh nhanh là một cái cách đánh chung đấy bây giờ không còn phù hợp với Furia. Đã qua được cái giai đoạn mà Ad cầm orb. Ta bây giờ để mà Fallen có một tình huống instant headshot à? Nó là điều có thể xảy ra. Hạ gục đi với Chico Nikodot rồi. Nutsy đổi mạng thành công cho người đồng đội của mình. Nhưng Shoes đã phát hiện được đối phương. Double kill cho vị trí của Shoes. Ad nhặt được về một khẩu M4S. Sơn bắn thì nó lại là lỗi. Với khẩu ốp truyền tài theo thời gian hoặc mất tan thì nên lùi. Kixan vừa bắn hạ được cây Serato. Phía sau làn khói ở khu vực Squicky. Và Furia thì họ đang muốn tiếp cận của Biram. Yuri vẫn đang chỉ đơn giản là kê lại mà thôi. Nikodot cũng không quá bước, cũng không hề quá đà. Ram đang là một setup hai người bắn anti flash và TC thậm chí là còn pick thành công trên cello. Nào xuống đây, Yuri đang tới, bò được vào mini, bắn hạ đi được vị trí của Kixon. Furia đang liên tục quấy cháo bên phía của Heroic, nhưng ở Ram có tận 3, không thể qua đây được. Ad cũng sẽ chết mà thôi, và Yuri nằm lại. Là một trong số co một là cứng. Nikodot thì cũng đang có thể quay trở lại nữa. Nhưng lần này thì Furia muốn chơi nhanh vì lượng hỏa lực máy cho phép họ có thể đánh nhanh. Ông cú xiên ba đầy đau đớn dành cho Furia. Shoot vừa làm ba. Nutsy cũng tới nhưng nằm ngay trong tay của Fallen với một khẩu Tech 9 ở trên tay. Lại muốn vào A, Nikodot vẫn còn op ở trên Heaven. C4 sẽ được hạ xuống thành công. Góc này thì có thể từ mini nhìn vào được. Thesis cũng đang về lại Heaven. Và nếu như một pha đi tech và Nikodot chỉ cầm khẩu op trên tay thôi thì mọi chuyện cũng vẫn sẽ là con quyền cho Furia. Thêm một trái smoke. Và bây giờ thì pop flash để tanh xuống. Nikodot mất chút máu nhưng Thesis hạ cục đi với chiêu Fallen và còn lại Yuri. Qua đây, Yuri trốn trong làn khói và Yuri bóp cái cò của mình đi, Yuri một mạng không phải là double kill. Rất đáng tiếc dành cho Yuri. Nào, lại tiếp tục dội lửa vào Nikodot lại xiên đôi. Thí sinh thứ ba. Đấy, Serato tới nơi đổi mạng thành công. Và Yuri cũng đang bị quay cùng Asa và Kixon. Bảo Fallen Flick được quả đấy thì khó. Kixon làm luôn cả hai và đó sẽ là 6-3 dành cho một tiếng của Heroic mà thôi. Đây. Bắt đầu có những dấu hiệu hồi xuân. Vào tay, vào cái tay. Thesis đang đứng cương. Furia muốn xuống của Biram thì sẽ phải bước qua được vị trí của Thesis ở đây rồi. Thử thách tới, Thesis làm được một. Được tình huống về là 3v4. Nutsy thì cũng đang đẩy. Clear hết toàn bộ khung outside rồi và Nikodot sẽ là chốt chặn ở trong khu bombsite B. Về được phòng điều khiển, ăn một vài viên đạn, trả ra một quả nết. Lát bóp mở cửa để pick cười rất hay. Cielo hạ gục được đi vị trí của Nikodot. Kixon về tới nơi. Cứu bom B cái nào. Nết để break smoke khu vực cửa đồi. C4 chưa được hạ xuống, bây giờ mới bắt đầu đặt. Mở cửa ra và sấy. Không đem lại bất kỳ vận thế nào. Sus về cửa đôi và thậm chí là muốn giặt vào bắt luôn vị trí của Yuri. Dưới này thì Cello có một và người còn lại là anh già Fallen. Ok, vượt qua được Nutsy. Đó là 7-3 dành cho Heroic. Bây giờ phải cố mình là tại thêm nút hai round cuối rồi. Xin hai cái round cuối nào. Nếp nổ. Lửa đang rộn vào Squicky. Cháy. Nóng quá. Round này thì Thesis lại hơi chủ quan. Trái phạt được pop Nikodot không pick người thành công. Khi mà bên phía của Furia cũng đã chủ động lùi lại. Smoke đang trả liên tục và nó là hai quả smoke chụp nhau. Nutsy bắt được đến chiêu Yuri. Tí quá lại xuống Ram nhưng lần này thì Cello rúi được khu vực Ram thành công. Nikodot kéo ốp về. Fallen thì đang muốn quay trở lại khúc outside ư. 3v3. Nhưng mà bây giờ thì
Furel họ vẫn đang chờ, họ vẫn đang hâu. Vẫn có một khả năng là Furel vào bom xây A. Nhưng khả năng vào B thì cũng không thể loại trừ được. Họ vẫn đang kiểu lựa chọn và phán đoán thôi. A thôi, đánh A thôi. Bởi vì nếu bây giờ góc đứng này của Kixan, vị trí của Furia còn lửa hay không? Họ vẫn còn một quả lửa cho này của Cerato. Kixan tự động tìm ra nên là thôi đỡ phí quả lửa này. Và có thể quả lửa đó sẽ được dùng để bắt ai đây? Vẫn có thể đáp thêm ra. Chui vẹn. Nikodot. Chui vẹn có đủ tỉnh táo không? Không chui được, Nutty ngay vẹn. Dưới rồi. Nào, chui vẹn xuống đây. Nutty chờ. Xuống đây. Furia thì không quay lại. Xuống đây. Không xuống. Xuống. Tại sao phải xuống khi xuống có thể đánh đây. A? Tại sao phải xuống khi có thể đánh A? Và bây giờ thì sẽ đặt ra bom A luôn. Nhưng họ đang không ngờ rằng ở dưới khu vực ven đang có Nutty. Và Nikodot đã về tới Squeaky rồi. Anh ta không còn ở trên Heaven nữa. Furia sẽ hướng sự chú ý của mình lên cùng Heaven. À, Fallen. Anh phải làm được. Fallen. Đây rồi, thấy cái vàng của đối phương. Hai người yếu, sau đó là một tình huống quân băng thủng đầu Nutty. 4-7 dành cho bên phía của Furia. Khả năng. Thôi. Giải tán thôi, không nó lỗi hết. Thôi chứ còn gì nữa mà. Nổ đấy. Nổ là cái chắc rồi. Vẫn đang cố để lấy đi một vài khẩu súng của đối phương. Ủa, cái cô đốt vào đây thì là đi rồi chứ còn gì nữa. Ảo thế nhở, đang cầm ôm ở trên người không đi xếp. Furia ơi, nét đẹp Dutch Smoke rất đẹp tham minh này. Một mạng dành cho Nikodot, Ad nằm lại. Yuri sẽ là hy sinh ở đây khi Nutty đã có mặt ở dưới khu vực Secret. Cây Cerato tạm thời an toàn ở trong Squeaky. Nhưng Nikodot lại kéo ốp về rồi. Thêm một Smoke để ngồi ra phía sau vị trí của cây Cerato. Nào, cây Cerato đối đầu với Nikodot. Làn khói vẫn đang rất kín. Kín nhưng mà rồi sớm muộn gì cũng sẽ phải lộ diện đến từ Furia. Ai thắng? Heroic thắng. Không, cây Cerato hay là Nikodot? Nikodot. Ok, Nikodot đã chiến thắng cây Cerato. Nào bây giờ là Cello đối đầu với Nikodot. Nikodot nằm im đây thôi. Bom Saya để cho đồng đội làm việc. Ô, đánh thẳng xuống phen và Cello bắn đạn đi vị trí của Nikodot là hết rồi. Đó sẽ là 8-4 dành cho các thành viên bên phía của Heroic. Còn viên dành cho Furia. Đến đạn bom đánh thẳng trong khu bom Saya. Hai mạng dành cho Nutty và Kixon. Ad truy lùng không được rồi, chỉ là một mạng mà thôi. Fallen tới chơi, anh già Fallen làm một. Tình huống trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết dành cho các thành viên bên phía của Furia. Fallen một mạng, không phải là double kill rất nhanh đến từ anh già duy nhất bên phía Furia. Và lần này thì họ muốn thách thức khu vực B ram ngay lập tức với những khẩu súng Mark 10 chạy bắn rất nhanh. Nikodot đang kê lại với AK. Wow, anh ta nằm lại trong vòng tay của cây Cerato. Tiếp tục là những cú nhảy bắn. Không có thêm bất ngờ được tạo ra khi một Kixon vẫn làm tốt với một khẩu Gali trên tay. Cấp trận tay thì nếu Furia không thể comeback ngay, chúng ta sẽ có map thứ 3 là map thì Overpass. Một map thi đấu mà thực sự có tết tấu sẽ còn cực kỳ chậm. Khi mà map rộng, chiếm map sẽ rất tốn mất rất nhiều thời gian. Bây giờ thì TC's đẩy nhanh, Nutty có mạng. Một khẩu MP7, một khẩu súng gần như đã thất truyền. Và với tình huống này là sẽ xuống bóng xe B rồi. Ôi à, Yuri mất bình tĩnh. Đi qua làn khó để tìm kiếm các player bên phía của Heroic ở khu vực Secret. Anh ta tìm thấy rồi. Nhưng mà lại là một viên đạn lạnh toát gặp ngang đầu. Fallen cộng với đó là Cello đi xếp súng thôi. Và cuộc đi săn đến từ bên phía của Heroic đến rồi, đi săn rồi, đi deny được hai súng này là Furia sẽ toang luôn cả cái map này, chứ chưa nói đến là việc tìm được cho mình một round thi đấu chiến thắng ở lượt thi đấu second half. Lúc ý thì Heroic sẽ lên được 12, hoặc cũng có thể lại có kịch bản là bây giờ lên 11 hoặc là 12, sau đó chúng ta sẽ có một pha lên tầm 11 hoặc 12 đều và có OT, sau đó Heroic thắng. Đấy lại là viễn cảnh đẹp nhất à? Viễn cảnh đẹp nhất. Cello bắn hạ đi là vị trí của Nutty. Đây rồi, 11-4. Furia đến lúc họ phải ngồi dậy để mà chơi game rồi.
không thể ngả nghiêng được nữa rồi. 2MP9, 2M4S, hỏa lực là đủ để có thể chơi trong ván thi đấu này. Lửa đang dội và đối phương muốn tanh thẳng trong cục bom sai A. Một trái smoke trên tay của Chelo Dixon. Tesset hạ cũng đi hai mạng. Đây sẽ đang tới nơi cũng làm đôi. Tesset street một kill. Yuri vẫn chưa xuất đồ diện. Hay lại xếp nhỉ? Không, chắc không xếp đâu. Vẫn còn cơ hội. Molly trả lên Heaven. Bắt anh Fallen bắn retake sao? Phát hiện ra tiếng thay đạn của Thesis rồi. Nết để có thể break the smoke. Nhưng trông giống là Yuri mới là người chết. Fallen hạ cũng đi đâu với Thesis. Lật 1v3 đem về chiến thắng dành cho Furia. Không, hết rồi. Anh đi luôn, anh quay đầu luôn. Không có cơ lắt cơ liếc gì ở đây cả. Sủi luôn. Đang kéo về khu vực outside. Và đây là một quyết định chính xác nhưng vấn đề không pick được. Thì nên là chạy thôi. Không có kíp. Và khẩu ốp này cần phải được lưu giữ lại cho ra thi đấu sau để nuôi hy vọng bước tới. Ra thi đấu overtime. Chết rồi, bảo sao hôm nay tự nhiên bắn ốp kém thế. Mấy hôm trước vừa đổi con phết. Hôm nay lại về với quả red line 210 số rồi. Bây giờ thì Chifoli còn chọn một góc bắn giữa đường, kề hai đường cơ. Kể cả có bảo dưỡng thường xuyên nhưng với 200.000 mạng hạ gục nó cũng lắm rồi. Một lần vẫn sử dụng con ốp cũ kỹ của mình để ghi thêm Thesis lên cái bảng đếm chỉ số. Vẫn đang cố gắng lẩn trốn với hai quả Molly của đối phương. Úi dồi ôi. Né đạn thành công để có thể tẩu thoát ngoạn mục. Thật ra cũng dính đạn vào chân. Nhưng thôi không sao, dính vào chân vẫn hơn dính vào người. 15 HP còn lại thì đây vẫn là một HP đủ cho Holland. Còn Yuri thức tỉnh kịp thời ư. Lợi thế hơn người vẫn đang là có. Sút đẩy vào chết Yuri luôn. 3v4. Chelo thì vẫn đang cố gắng đi tìm những thành viên còn lại. Ad đang đứng ở locker. Cố gắng nhìn ra ngoài cửa kính nhưng Sus đã có mặt ở trên khu vực Heaven rồi. Vẫn đã có Ad kê lại, yên tâm. Nào, Sus sẽ làm gì trong tình huống này đây? Chờ đợi để xem có bắt được Ad không. Ad có tò mò không? Ad không tò mò, cứ kê thôi. Biết là đối phương cũng đã bò trườn lên. Và đây sẽ là một round thi đấu đánh A. Không phải chỉ từ hai hướng mà nó là từ ba hướng. Nuzzy sẽ vào từ lobby, di chuyển xuống nhà H. Ok, tạm thời là clear. Sus tới nơi nhưng Ad bắt đi được của Sus rồi. Và Nuzzy hạ cũng được Chelos. Nhưng cây Serato đổi mạng thành công đi. Cô đốt hạ cũng đi được cây Serato. Nhưng quả lửa vẫn đang cháy dưới chân. Lắt 1v2 với khẩu ôm ở trên tay. Fallen và Ad. Ad ở trên Heaven nhảy xuống. Bắt buộc đối phương phải đặt wheel, không thể đặt fake. Và đó là mạng dành cho Ad để tiếp tục kéo về một round thi đấu dành cho bên phía của Furia. Họ gỡ được cái map point đầu tiên. Lần này thì sao? Lần này thì đi. Lần này thì anh đi hẳn. Ngã thẳng cẳng luôn. Celo chưa spam một xíu nào và đợi đối phương. Anh em biết được đối phương sẽ tấn công vào mini. Cây Serato có một. Celo làm đôi. Kickson hạ cũng đi với chính cây Serato. Sau đó thì Yuri đổi mạng. Nhưng Kickson đã hạ cũng đi Yuri và đem tình huống về là 1v1 đối đầu với Ad trên tay đồng khẩu MP9. Đang về từ Heaven và có vẻ như Kickson đã quái hơn. Chui ngược trở lại trong nhà H. Kickson rồi, lộ rồi. Sẽ biết là vị trí của Ad đang ở đâu. Kickson sẽ chờ. Đoán wow tốt. Đoán quá tốt đến từ Ad. Sẽ chỉ có Lost Burner là 2k4 thôi. Nên là mặc dù trên lý thuyết là 6 cái map point, thì thực tế là trừ đi những Clavico nó chỉ còn lại 5 cái thôi. Ôi tôi xong rồi. Ôi. Chết luôn ở đây chứ còn chẳng có cái map đứt, chẳng đứt. Có cái map point nào được cứu nữa đâu. Có lẽ là đứt. Người. Có lẽ là đứt rồi. Tầm này thì có lẽ chúng ta chuẩn bị đến với cả map thi đấu Overpass thôi. Một map thi đấu mà khuyến cáo là các bạn không nên ăn no sau khi xem. Bởi vì khi mà ăn no rồi, đã buồn ngủ rồi mà xem map Overpass thì thực sự là nó sẽ lại díu nữa vào luôn. 5 vé tai, tôi không nghĩ ra một bất kỳ một kịch bản nào phải cho cái của Furia cả. Bây giờ thì Serato Fallen mà chia nhau ra thì khác gì là bó mỗi đất cưa làm hai đâu.
Seato đứng vững. Fallen ơi, xem kịch bản của ta đây. Từ từ chưa hết. Xem kịch bản của ta đây, Fallen kê ngược trở lại lên khung game và Fallen. Hãy xem kịch bản của ta đây, vòng ra outside không được rồi. Nhưng không sao cả, có thông tin hai người còn lại yếu. Nhưng mà vấn đề Seato làm được, cây Seato đang đoán. Seato cũng lộ rồi. Cây Seato di chuyển ra mini và cây Seato đoán đúng rồi. Oh, Nico đang chờ bên kia làn khói. Và đó là một điều giữa Puria và Heroic.